Như vậy là tỷ số đã được lên 6-0. Và lần này thì cầu thủ vừa bỏ lỡ cơ hội là Ryosuke đã không bỏ lỡ cơ hội. Tỷ số là 6-0 và đến thời điểm này thì khá nhiều những cổ động viên đã không còn kiên nhẫn nữa. Dù vẫn còn những cổ động viên ở lại trên sân, nhưng đến thời điểm này thì số lượng khán giả có mặt trên các khán đài của sân vận động Thống Nhất đã bị giảm đi khá nhiều.